ai sẽ thay Bộ trưởng Bộ Công an khi Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước. Việt Nam là một quốc gia lạ kỳ, không giống như bất cứ quốc gia nào trên thế giới, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính trị. Hiến pháp Việt Nam khẳng định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhưng người dân hoàn toàn không có quyền tham gia cũng như giám sát quyền lực nhà nước. Tới mức diễn biến hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước, từ trung ương tới địa phương, truyền thông nhà nước cũng chỉ đưa ra thông tin một chiều, theo hướng có lợi cho họ. Ngược lại, những thông tin được cho là bất lợi cho chính quyền thì họ giấu kín như bừng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9. Đó chính là lý do vì sao trong cuộc chiến vương quyền ở thượng tầng hiện nay, nhân dân là những chủ thể của quyền lực nhà nước lại chỉ biết hóng các tin đồn trên mạng xã hội. Nay tin đồn liên quan đến việc Bộ trưởng Tô Lâm sẽ giữ chức Chủ tịch nước trở thành sự thật khi Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 khép lại. Bộ trưởng Tô Lâm từng là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ sau đại hội lần thứ 12 của Đảng. Tuy nhiên gần đây có những biểu hiện được cho là ông Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an đã nổi loạn, lợi dụng chủ trương chống tham nhũng không có vùng cấm, không có người ngoại lệ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư. Cụ thể, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, 3 trên tổng số 5 nhân vật lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng đã bị đốn hạ liên tục. Tô Lâm, Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, kiêm trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đáng chú ý, 3 nhân vật kể trên đều là lãnh đạo thân cận của ông Tổng Bí thư. Việc Tô Lâm có tham vọng trở thành ông trùm của Đảng, tức là Tổng Bí thư sau khi Tổng Trọng rút lui, là điều có thật, không cần bàn cãi. Đó là lý do tại sao việc Bộ Công an hạ bệ dồn dập các nhân vật Thưởng, Huệ và Mai là ba ứng viên cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư của đại hội lần thứ 14 được đánh giá là những cú ngáng chân có chủ ý. Thậm chí có những cáo buộc nghiêm trọng hơn khi cho rằng Tổng Trọng và phe cánh của ông ta chỉ cần lỡ hay chậm một nhịp thì ông Trọng rất có thể sẽ bị Tô Lâm truất phế. Đó cũng là lý do vì sao trước khi Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khai mạc ít ngày, trên mạng xã hội đã loan tải tin tại một cuộc họp của Bộ Chính trị, đa số các ủy viên Bộ Chính trị đã thống nhất gây sức ép buộc Tô Lâm phải ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Mục đích là để kiềm chế sự nổi loạn của ông. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú. Dù rằng việc ông Tô Lâm bắt buộc phải ngồi vào ghế tứ trụ để có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội Đảng lần thứ 74 để mà đi tiếp, nếu không, ông sẽ phải về hưu ở tuổi 66 sau khi kết thúc đại hội lần thứ 13. Theo giới phân tích, Tô Lâm đã trúng kế điệu hổ ly sơn của ông Tổng để đưa hổ về đồng bằng rồi bẻ nanh, bẻ vuốt bằng cách cách ly và nhốt quyền bính của Tô Lâm trong chiếc lồng quyền lực thông qua việc tân Bộ trưởng Công an sẽ không phải là người của ông Tô Lâm. Việc hai thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tàng Quang và Nguyễn Duy Ngọc là đồng hương của Tô Lâm không có tên trong danh sách bầu bổ sung vào Bộ Chính trị đã khiến xuất hiện những đồn đoán cho rằng ông Quang sẽ là tân Bộ trưởng Bộ Công an kế nhiệm của Tô Lâm đã hoàn toàn hết hy vọng. Hai ông Quang và Ngọc đều chưa đủ một nhiệm kỳ 5 năm trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng nhưng không thuộc danh sách được xét chọn. Có ý kiến cho rằng sau khi Tô Lâm bị buộc phải nhận chiếc ghế Chủ tịch nước đầy rủi ro, ông Trọng và phe cánh còn muốn giành lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Nếu kịch bản như vậy xảy ra thì có lẽ đây là quyết định kết liễu sự nghiệp chính trị đầy quyền lực của Tô Lâm. Bởi ông Trạc vốn là kẻ không đội trời chung với Tô Lâm và chắc chắn ông Trạc sẽ phải ra tay đòi bằng được món nợ của ông Vương Đình Huệ mà Tô Lâm là kẻ trực tiếp gây ra. Nếu là như vậy thì cuộc chiến giữa các phe phái trong đảng sẽ không thể chấm dứt. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó cũng là lý do vì sao có những ý kiến cho rằng phương án ghế Bộ trưởng Bộ Công an nên để chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nắm. Đây là phương án dung hòa mà các bên có thể chấp nhận được vì quan hệ giữa ông Tô Lâm và ông Trần Cẩm Tú tương đối nồng ấm. Dẫu rằng ông Tô Lâm được ví như một con hổ dữ nay đã bị trói chặt, đã hết khả năng cựa quậy. Nhưng ông Trọng cũng không muốn truy cùng diệt tận kẻ phản trắc, người đã từng một thời giúp đỡ Tổng Bí thư trong nhiều công việc lớn.
Do vậy, phương án Bộ trưởng Bộ Công an có tên Trần Cẩm Tú sẽ là một phương án khả dĩ. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Ai sẽ thay Bộ trưởng Công an khi Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Hội nghị Trung ương lần thứ 9 diễn ra cực kỳ căng thẳng. Số phận Tô Lâm sẽ ra sao? Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 5. Đây là một hội nghị thường niên của Đảng, tuy nhiên lại được sử dụng để bố trí bổ sung vị trí nhân sự chủ chốt trong Đảng đã bị rời dụng với cùng một lý do tham nhũng. Đến một nhân vật vốn được cho là trong sạch như bà Trương Thị Mai, nhân vật lãnh đạo số 5 của Đảng vẫn phải từ chức vì vi phạm những điều đảng viên không được làm. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự hội nghị Trung ương lần thứ 9 với tâm trạng rất căng thẳng. Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn như đinh đóng cột rằng toàn bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều là những kẻ không ít thì nhiều dính vào tham nhũng. Lãnh đạo cấp càng cao thì ăn cắp càng khỏe, càng táo tợn. Chớ trêu thay, Đảng Cộng sản Việt Nam lại là lực lượng chính trị độc tôn duy nhất hợp pháp, được bảo kê bằng Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam. Theo đó, Đảng là lực lượng lãnh đạo toàn diện, nhà nước và xã hội. Giới quan sát đưa ra đánh giá rằng, chỉ trong vòng có 39 tháng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã họp tới 16 lần, gần gấp đôi so với thường lệ. Trong đó, 7 trên 16 lần là hội nghị bất thường để giải quyết các vấn đề về xử lý kỷ luật lãnh đạo đảng cấp cao. Quốc hội khóa 15 cũng tương tự như vậy để phù hợp với chế độ đảng, cử và quốc hội phê chuẩn. Kết thúc hội nghị Trung ương lần thứ 9, nhân vật sẽ ngồi ghế Chủ tịch nước đã lộ diện, đó là đương kim Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhân vật ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội là ông Trần Thanh Mẫn, người đang tạm điều hành Quốc hội thay cho ông Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ ai sẽ lên thay ông Tô Lâm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an. Lâu nay, giới chóp bu của Việt Nam vẫn lan truyền câu nói ai làm Tổng Bí thư cũng được, nhưng dứt khoát không phải là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Câu nói này làm người ta liên tưởng đến một câu nói khác trong quá khứ như ai làm Tổng Bí thư cũng được, nhưng dứt khoát không phải là bà Dũng. Câu nói này cùng với quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đàn em có thêm sự chống lưng của Bắc Kinh đã giúp cho ông Trọng và phe cánh thành công tại đại hội lần thứ 12. Một số ý kiến cho rằng Bộ trưởng Tô Lâm đòi phải được quyền lựa chọn nhân sự kế nhiệm cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an thì mới chịu nhận ghế Chủ tịch nước trước sức ép của tập thể Bộ Chính trị. Tuy nhiên, đây là ý kiến dường như chưa có cơ sở và tại sao lại nói như vậy. Trở lại sự kiện bà Trương Thị Mai bị buộc phải từ chức được đánh giá là cơn địa chấn chính trị lần thứ 3 tại Việt Nam, tiếp theo các vụ mất chức của Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ. Bà Mai là thường trực Ban Bí thư, chức vụ được đánh giá là Phó Tổng Bí thư, là nhân vật số 5 chỉ đứng sau có tứ trụ. Nghĩa là trong năm nhân sự cao cấp nhất, Bộ trưởng Tô Lâm đã làm thịt mất 3. Cả ba người này đều là nhân vật thân cận và gần gũi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều chớ trêu là mục tiêu tiếp theo của Tô Lâm lại không phải là nhân vật gai góc Phạm Minh Chính, mà là Tô Lâm nhắm đến việc hốt tiếp Tổng Bí thư. Blogger Gió Bắc trong bài bình luận Hội nghị Trung ương 9, cuộc sống mái giữa các phe nhóm đã đưa ra nhận xét như sau. Cái khó hiện nay là Tô Lâm đốn củi quá hăng, cổ thụ tươi xanh cũng thành củi lớn, lửa đang phừng phừng, làm chủ lò suýt bị cháy dầu và cháy áo. Để Tô Đại tướng thêm vị thêm cánh, quyền lực độc tôn có khi đến lượt chủ lò thành củi. Chính vì vậy, theo tác giả Gió Bắc, cần có thời gian để hạ thấp uy phong, xây dựng lực lượng liên hoàn hợp tung trước khi bày bát quái trận đồ tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9. Một phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam nơi chỉ biết gật gù với quyết định quan trọng của đất nước. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao trận tiến công cuối cùng của Bộ Công an và hang ổ của ông Tổng Bí thư đã bị chặn đứng. Vì Tô Lâm đã hiện nguyên hình là một quái vật khổng lồ, khiến ông Trọng thất kinh. Và một nghị quyết tập thể của Bộ Chính trị lập tức được đưa ra, ép Tô Lâm phải ngồi vào ghế Chủ tịch nước.
đồng thời chặn đứng sự thao túng quyền lực của ông tại Bộ Công an, nghĩa là phải nhốt Tô Lâm trong chiếc lồng quyền lực. Yếu điểm trồng chặn của Tô Lâm là đã quá lạm quyền, bành trướng thế lực của Bộ Công an một cách quá mức. Điều đó khiến cho ông không nhận được số ủng hộ của đông đảo lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, cũng như số đông đại biểu Quốc hội. Điều đó như tác giả Gió Bức khẳng định rằng, thế mạnh của Tô Đại tướng nằm ở vị trí thực quyền chứ không phải là phe cánh, nên chiến thắng là khá mong manh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Hội nghị Trung ương 9 cực kỳ căng thẳng, số phận Tô Lâm sẽ ra sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.